Chào mọi người, mình là Minmin Tarot. Mình ở đây để trải nghiệm trải bài chung liên quan vấn đề tình cảm và công việc dành cho các bạn. Đây là những trải bài chung, chính vì vậy đón nhận thông điệp một cách cởi mở nhất. Và ngày hôm nay thì mình đem đến chủ đề đó là lời hứa mà các bạn cần phải thực hiện trong kiếp này là gì. Chúng ta có 3 sự lựa chọn, 1, 2, 3. Chọn cho mình một hộp bài mà khiến bạn cảm thấy bị thu hút nhất. Bộ Gaia Oracle, bộ Wisest Tarot, bộ Lữ khách tâm linh. 1, 2, 3. Ok, và chúng ta sẽ đến với bộ bài đầu tiên nhé. Xin chào các bạn, chọn tụ bài đầu tiên. Đây là trải bài chung, chính vì vậy đó nhận thông điệp cách cởi mở nhất. Và không phải lúc nào các bạn sẽ nhận thông điệp đúng với hoàn cảnh của các bạn. Lời hứa nào mà các bạn cần phải thực hiện trong kiếp này? Mình thấy nó sẽ liên quan đến cái người đối phương trong cái có thể là một cái mối quan hệ vợ chồng nhé. Trong tương lai của các bạn, nếu như các bạn chưa có vợ chồng, còn nếu như đã có rồi thì có thể là đây là người vợ hoặc người chồng thời điểm hiện tại của các bạn. Hai bạn có duyên nợ với nhau thì hai bạn mới gặp nhau. Bởi vì các bạn có King of Cup, Queen of Cup, rồi có cả lá wedding ở đây nữa này. Mình hoàn toàn khẳng định đây là vợ chồng của các bạn rồi. Có thể nhá, trong cái kiếp sống trước ấy, hai bạn vì một cái lý do gì đó, có thể rào cản liên quan đến pháp luật, liên quan đến liên quan đến pháp luật này, liên quan đến định kiến xã hội này, liên quan đến gia đình mà các bạn không thể tới được với nhau. Có thể kiếp sống trước các bạn đã yêu nhau rồi nhưng mà vì một lý do gì đó không tới được với nhau, vì các bạn có đàn nâu ở đây này. Thì giống như là có một cái sự hẹn ước nào đó rằng là bây giờ mình không thành thì sau này có kiếp sau thì chúng ta sẽ, nếu như được gặp lại nhau thì chúng ta sẽ trở thành một cái gì đó. Thì mình thấy rằng cho dù ở kiếp sống nào chăng nữa ấy, về mặt cơ bản giữa hai người mình đã thấy là hai bạn có một cái kết nối rất là mạnh mẽ với nhau, rất là tâm linh với nhau. Hai người đến với nhau là để làm thức tỉnh lẫn nhau, làm cho cái sự phát triển bên trong về mặt linh hồn, về mặt nhận thức của hai bên đều phát triển. Và tất nhiên là nó thông qua cái sự tương tác rồi, tương tác giữa hai bên rồi. Nhưng mà mình cảm nhận được ở đây nhá, cái mối quan hệ này nó ở kiếp sống này nó cũng sẽ không dễ dàng với các bạn đâu. Nó sẽ có những cái lúc mà các bạn cảm thấy rất là bế tắc, không biết là cái mối quan hệ nó có đi đến đâu hay không. Mình không biết là các bạn gặp họ chưa, nhưng mà mình cảm nhận được rằng là nó cũng sẽ không suôn sẻ 100% đâu. Nó sẽ có những cái vấn đề xảy ra ở trong cái mối quan hệ giữa hai người, để mà giữa cái tương tác giữa hai người, để mà có được cái sự phát triển tâm linh, về mặt tâm linh của hai bên. Một mối quan hệ mà mình cảm thấy nó cực kỳ tâm linh, với cái lá Thinking of You ở đây thì mình thấy rằng là cái mối quan hệ này nó mình cảm nhận là nó là một cái mối quan hệ chặt chẽ này. Các bạn nghĩ về nhau vượt qua cả thời gian, cả không gian ấy. Nếu như bạn chưa gặp người này, có thể là bạn luôn luôn có một cái hình mẫu nào đó mà tự dưng các bạn cứ nảy ra ở trong đầu như vậy thôi. Hoặc là trong những cái giấc mơ của các bạn mơ đến một hình bóng nào đó cực kỳ là quen thuộc, nhưng mà bạn tìm kiếm mãi ở bên ngoài và bạn cảm thấy là chưa tìm được họ. Thì có thể trong thời điểm tiếp theo bạn sẽ gặp họ. Ở thời điểm hiện tại mình thấy rằng là có thể các bạn đang ở cái giống cái lá solitude này. Tức là các bạn đang trong cái trạng thái có thể độc thân này, trong cái trạng thái cảm thấy khá là cô độc. Mình không cần biết độc thân hay không, nhưng mình thấy bạn khá là cô độc. Với một số bạn thì có thể các bạn đóng cửa lại, bế quan tỏa cảng, không tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Nhưng mà ở đây hoặc là các bạn đã đi tìm kiếm rất là nhiều thứ rồi, hoặc là đi một cái chặng đường dài, nhưng mà các bạn cảm thấy là mình chưa tới đích, chưa tới cái thứ, chưa tới được cái nơi mà các bạn mong muốn ấy. Thì mình thấy là hãy kiên nhẫn đi, các bạn sẽ tìm được cái người mà các bạn để các bạn thực hiện lời hứa. Và sau cái tương tác này mình thấy là các bạn sẽ nhìn thấy được ra rất là nhiều điều đằng sau những cái ảo ảnh mà cái cuộc sống này đem tới cho các bạn, hay là những cái định kiến cũ, hay là những cái, nói chung là cái điều gì đấy nó rào cản giữa hai người. Các bạn sẽ nhìn rõ hơn rất là nhiều. Và lời khuyên đấy là hãy thôi hãy thoát ra khỏi cái tình trạng solitude này đi, hãy mở cửa ra cho ánh sáng vào phòng đi, cho tất cả những cái điều tuyệt vời được ùa được đến trong cuộc sống các bạn, và một cái cycle mới nó đang bắt đầu trong cuộc sống các bạn rồi. Mình thấy rằng là mình chỉ có thể nói được với các bạn ấy rằng là cái mối quan hệ này nó sẽ không thể suôn sẻ 100% được. Nhưng mà mình thấy rằng là đến cuối cùng ấy, cái kết của các bạn sẽ là wedding thôi. Sẽ là wedding với nhau mà thôi. Và khi mà mình giải cái tụ bài này, mình cảm thấy nó có rất là nhiều vấn đề.
mình cảm thấy rất là lấn cấn trong cái việc nói ra truyền tải cái thông điệp, hay là cảm giác nó rất là kiểu bối rối như thế nào ấy. Thì mình cảm nhận là đây chính là cái cảm giác mà ngay lần đầu tiên khi mà hai bạn gặp nhau ấy, các bạn sẽ cảm thấy thân quen và không thể nói lên lời với đối phương của các bạn. Nhưng mà các bạn có là thinking of you đây, các bạn luôn nghĩ về nhau cho dù các bạn đã gặp nhau hay chưa. Thì có thể là các bạn nghĩ về nhau, các bạn cảm nhận về nhau thông qua những cái chiều không gian khác. Cái chiều không gian này là chiều không gian 3D, thì các bạn có thể thông qua những cái chiều không gian khác như là 5D chẳng hạn. Và mình thấy ở đây á, chắc chắn cái liên kết này nó có một cái cái sự gọi là ràng buộc rất là chắc chắn, rất là mạnh mẽ ở đây. Cũng có thể bạn sẽ gặp họ thông qua một chuyến đi nào đó, có thể là du lịch, có thể là đi công tác, hoặc là khi mà các bạn, ngay khi các bạn thoát ra khỏi được cái tình trạng bế quan tỏa cảng này, các bạn mở cửa ra đón ánh nắng vào phòng, các bạn mở cửa bản thân, giống như là bước ra ngoài thế giới, thể hiện bản thân của mình nhiều hơn, bắt đầu một cái cycle mới, thì cái người này họ sẽ tới. Mình cảm nhận là họ tới rất là gần rồi. Và có thể khi mà các bạn gặp họ ấy, bạn sẽ cảm thấy cực kỳ là bối rối, cực kỳ là choáng váng, cứ tự dưng có những cái cảm xúc vậy. Ok, và mình thấy đây sẽ là một ở kiếp này thì nó là một lưu lớp của bạn. Tình yêu này nó sẽ tới mà thôi. Ok, đó là tụ bài số 1 nhá. Chốt lại của tụ bài là một chút này. Cái lời hứa mà các bạn phải thực hiện trong kiếp này là gì? Đấy là một cái lời hứa với, có lẽ là với vợ chồng tương lai của các bạn, với vợ chồng tương lai của các bạn, với người mà bạn sẽ kết hôn. Hai người sẽ gặp lại nhau sau một cái điều gì đấy nó đã không thành trong những cái kiếp sống trước. Và kiếp sống này các bạn gặp lại nhau để kết nối lại với nhau và cùng với nhau phát triển trên cái cuộc hành trình, trên cái con đường phát triển về mặt linh hồn, về mặt tâm linh của các bạn. Mình hết sức là xin lỗi các bạn tụ bài số 1, bởi vì mình không hiểu sao khi mà mình giải cái tụ bài này mình cảm thấy nó rất là bối rối, cảm thấy nó rất là lấn cấn, không biết phải nói về truyền tải như thế nào cho nó đúng ý của mình cả, mặc dù là mình hiểu. Ok, đó là tụ bài số 1 nhá. Chúng ta đến với tụ bài số 2. Các bạn chọn tụ bài số 2, đây là trải bài chung. Chính vì vậy, đó nhận thông điệp một cách cởi mở nhất. Và không phải lúc nào các bạn cũng xét thông điệp đúng với hoàn cảnh của các bạn. Và cũng đây là cũng là trải bài 2 chiều, nên những gì mình nói nó có thể là 2 chiều nha. Bởi vì cái câu hỏi đó là lời hứa mà các bạn cần phải thực hiện trong cái kiếp sống này là gì, thì cũng có thể đây sẽ là một cái lời hứa mà ai đó phải thực hiện với bạn chẳng hạn. Ok, với tụ bài này thì mình cảm nhận được rằng là đây sẽ là một cái lời hứa và mà một ai đấy phải thực hiện với các bạn. Mình thấy nhá, cái lời hứa này nó sẽ liên quan đến một ai đó, hai người mang tính nam trong gia đình của các bạn. Có thể gia đình của các bạn, nhưng mà gia đình ở trong kiếp trước ấy, tức là bạn và hai cái người này lúc trước từng là gia đình với nhau. Mang tính nam thì có thể là người này sẽ là một, chắc chắn là sẽ có người bố của bạn này. Mình chắc chắn đây có một người mang là người bố của các bạn. Người thứ hai có thể là anh trai của các bạn, em trai của các bạn, hoặc là con trai của các bạn. Và mình thấy rằng là cũng có một trường hợp là có thể người ấy là người chồng từ kiếp trước của các bạn, nhưng mà mình cảm thấy ở đây nó sẽ mang tính chất là người bố của các bạn từ kiếp trước, hoặc là người anh trai, người em trai, người con trai. Ok, và mình thấy rằng là sẽ có cái sự gặp lại nhau ở đây. Các bạn có lá ba ly ở đây, là ba ly cũng là lá của cái sự hội ngộ. Mà vừa hay như mình đã nói là có ba người thì ở đây có ba cái ly này, bạn và hai cái người nữa này. Cung ở đây thì mình sẽ nói qua một chút nha. Có cung nước, xong rồi giải bảo cạp, cung khí và bình thiên, bình song tử, cung đất, market kim sử nữ. Mình thấy rằng là mình không biết kiếp sống này các bạn sẽ gặp nhau dưới vai trò gì, nhưng đại loại ở đây là mình thấy rằng là sẽ có cái sự gặp lại ở đây. Tức là kiếp sống này họ có thể trở thành đóng những cái vai khác, là những người bạn của các bạn, hay là những cái ai đó thân thương với các bạn chẳng hạn. Và mình thấy rằng là cái lời hứa này có thể nó đến từ cái việc đấy là bạn là cái người đã chăm sóc họ trong lúc mà họ lâm bệnh rất là nặng. Bạn là cái người chăm sóc họ
Và có thể là bởi vì họ cảm thấy rất là thương bạn, rất là yêu bạn, muốn bảo vệ cho bạn. Cho nên là cái kiếp sống này họ, cho nên là họ có một lời hứa với các bạn rằng là họ sẽ gặp lại bạn trong cái kiếp sống này để giúp đỡ các bạn. Mình thấy rằng là khi mà mình thấy rằng là các bạn trong cái kiếp sống trước ấy, các bạn là cái người mà đặt mọi người, đặt quyền lợi của mọi người, đặt quyền lợi của những người thân trong gia đình của các bạn ấy lên hàng đầu, lên đầu tiên. Các bạn hy sinh rất là nhiều và họ cảm thấy rất là cảm kích, cảm động với cái điều đó. Và cho nên là cái kiếp sống này họ quyết định quay trở lại và thực hiện lời hứa với các bạn. Mình thấy rằng là họ sẽ tới vào cái lúc mà các bạn cảm thấy rất là bối rối, cảm thấy rất là choáng váng, cảm thấy rất là giống như là bị tất cả mọi thứ nó trói buộc bản thân mà không biết là làm như thế nào để mà gỡ ra được ấy. Giống như cái người này này, họ bị trói lại trong những cái dây trong rừng các cái cành lá cây trói họ lại và họ không biết làm như thế nào để có thể bứt ra, để có thể dứt ra. Thì họ sẽ tới, hai cái người này họ sẽ tới, có thể họ không tới cùng lúc đâu mà họ sẽ tới vào những cái lúc mà các bạn gặp những cái cú sốc, gặp những cái sự choáng váng, những cái sự sụp đổ trong cuộc sống, họ đến giúp đỡ các bạn, kéo các bạn ra, giúp các bạn nhìn nhận vấn đề và đưa cho bạn cái ánh sáng để các bạn có thể thoát ra khỏi cái đêm đen, cái mùa đông của các bạn. Họ sẽ giúp bạn nhìn nhận vấn đề và từ đó bạn sẽ có được cái sự hồi sinh, có được cái sự tái sinh, có được cái sự, có một cái kết quả lạc quan nhất. Và mình thấy rằng có thể bạn sẽ bằng một cách nào đó sẽ có những cái dấu hiệu nào đó, ví dụ như là trong đầu bạn luôn luôn nghĩ đến một cái tên nào đấy cực kỳ là ấn tượng, thì đột nhiên bạn lại gặp một ai đó có cái tên y hệt như vậy. Và bạn có thể bạn sẽ luôn có cái cảm giác là rất là thương người đó, mặc dù là không tiếp xúc nhiều, hoặc là mặc dù là mới gặp nhưng mà các bạn đã cảm thấy rất là thân quen rồi. Nó cũng là một trong những cái dấu hiệu. Và họ sẽ mang đến cho bạn rất là nhiều cái sự thay đổi, vui vẻ, hạnh phúc, giống như là để trả cho bạn những cái thứ mà các bạn đã hy sinh, đã vun đắp trong những cái kiếp sống trước, trong cái, và trả lại bạn trong cái kiếp sống này. Thì mình thấy rằng là với một số bạn thì có thể các bạn sẽ đã gặp họ rồi, với một số người thì có thể là chưa. Nhưng mà ở đây nó có một cái lời hứa hẹn với các bạn rằng là có rất là nhiều điều đáng chờ đợi ở phía trước. Có thể họ sẽ là cái người bạn thông qua mạng, trong những cái trang mạng xã hội của các bạn, những cái người mà các bạn vô tình quen biết ở trên những cái group hay là những cái hay là những cái trang mạng xã hội thôi. Và có thể thông qua những cái lời động viên của họ hay là những cái lời chỉ dẫn của họ ấy, các bạn cảm thấy bản thân mình thông suốt được rất là nhiều. Họ ở bên cạnh bạn, động viên các bạn, giúp đỡ các bạn. Và đúng như là họ sẽ là cái người đưa cho bạn cái cây chổi để bạn tự cầm chổi quét rác, quét những cái thứ mà nó không thuộc về cuộc sống các bạn ra nữa. Chứ tất nhiên rồi, họ sẽ không phải là cái người mà cầm chổi quét nhà hộ bạn đâu. Họ sẽ chỉ là người đi mua chổi và cho bạn cây chổi để bạn tự quét. Ok. Và mình không biết là cuộc sống các bạn đang trải qua điều gì, nhưng mà ở đây nó nói về cái việc đấy là cái mùa đông của các bạn rồi sẽ đến lúc kết thúc và thôi. Một cái big happy change ấy, một cái sự thay đổi lớn ấy, nó đang chờ bạn ở phía trước và họ vẫn luôn luôn sẵn sàng ở bên cạnh bạn để hỗ trợ bạn. Và bằng một cách nào đó, vào lúc bạn khó khăn nhất, họ sẽ xuất hiện. Cho nên là thời điểm hiện tại, dương buồm lên và tiến lên phía trước mà thôi. Bali ở đây là một cái sự hội ngộ rồi. Và nhớ nhá, họ sẽ đến theo một cái hình thức, những cái hình thức khác nhau. Có thể là ví dụ ở kiếp trước thì họ đóng vai trò là cha, là con hay là anh em vân vân, thì kiếp này có thể họ sẽ đóng cái vai trò khác, không nhất thiết phải là cái người thân thiết bên trong, bên cạnh bạn. Họ có thể là những cái người bạn tâm giao mà cảm thấy chưa gặp đã hợp ấy. Ok. Đó là số 2 nhá. Chúng ta đến với số 3 này. Bạn chọn tụ bài số 3. Đây là trải bài chung. Chính vì vậy đó, nhận thông điệp một cách cởi mở nhất. Và không phải lúc nào các bạn cũng sẽ nhận thông điệp đúng với hoàn cảnh của các bạn. Với câu hỏi đấy là lời hứa mà trong kiếp trước mà các bạn phải thực hiện trong kiếp này là gì, thì nhớ đây là trải bài 2 chiều. Nên những gì mình nói ở đây có thể là 2 chiều nhé. Tức là có thể đây sẽ là cái lời hứa bạn thực hiện với người khác, hoặc là người khác phải thực hiện với các bạn trong kiếp sống này. Đối với cái tụ bài này thì nó sẽ liên quan nhiều đến công việc tài chính tiền bạc của các bạn nhiều hơn, liên quan đến cái mục đích sống, liên quan đến cái con đường đi của các bạn hơn. Ok, mình thấy rằng là
Cái người mà các bạn có thể là mình sẽ nói theo cái hướng là bạn là cái người thực hiện lời hứa nhá, mình sẽ nói theo cái hướng đấy nhá, còn đâu cũng có thể là ngược lại. Đó là mình thấy rằng là trong cái kiếp sống trước có thể bạn được ai đó ra tay giúp đỡ, được ai đó ra tay giúp đỡ những cái việc liên quan đến tài chính tiền bạc, liên quan đến công việc. Và ở cái kiếp sống này bạn sẽ là cái người mà đi giúp đỡ lại cái người mà đã từng giúp đỡ bạn. Có thể người này sẽ là một người đàn ông, bạn sẽ liên quan đến một người đàn ông. Và mình thấy rằng là có thể là nếu như bạn chưa gặp người này sớm thôi, bạn sẽ gặp họ. Và có thể cái mối quan hệ này nó sẽ là cái mối quan hệ kiểu như là lâu năm thân thiết ý. Nếu như chưa gặp thì có thể là ví dụ như thời điểm tiếp theo các bạn sẽ gặp họ và các bạn sẽ trở thành một cái người bạn thân hay là một người bạn mà gắn kết tri kỷ với họ. Mình thấy rằng là trong cái cuộc sống của cái người này ấy, thật ra cũng có thể là bạn nhá. Đây cũng có thể là cái lời hứa mà họ phải thực hiện cho bạn nhé. Nhưng mình sẽ nói theo hướng của họ. Trong cái cuộc sống của người này ấy, họ gặp rất là nhiều những cái khó khăn liên quan đến việc tiền bạc, tài chính, tiền bạc rất là eo hẹp. Họ cảm thấy rất là cô đơn, buồn bã. Trên cái cuộc hành trình của họ, họ đi tìm mãi mà không tìm thấy cái thứ mà họ thực sự mong muốn là gì, cái niềm đam mê hay là cái con đường thực sự định sẵn cho họ là gì. Thì bạn xuất hiện trong cuộc đời họ giống như là một cái ánh sáng mặt trời ấy, chiếu rọi ấy. Và có thể bạn là cái người cho họ lời khuyên, cũng có thể là cái người mà đưa chìa tay ra giúp đỡ họ, ví dụ như là đầu tư tiền bạc tài chính hay là cho vay tiền hay là gì đó. Thì cái hành động này ấy nó cũng có thể là nhỏ thôi nhưng nó đóng một cái vai trò rất là quan trọng trên cái con đường mà họ đi. Tức là bạn là người đóng vai trò và tác động rất là quan trọng để họ tìm ra cái con đường thực sự mà họ mong muốn. Có thể cái người này họ có một cái giấc mơ liên quan đến nghệ thuật ca hát chẳng hạn và không ai ủng hộ, chỉ có một mình bạn là cái người mà cho họ động lực ấy. Và đối với họ ấy, bạn là một món quà đến với cuộc sống và bạn cũng thế. Bạn cũng coi họ giống như là một món quà. Và mình thấy ở đây ấy, nó sẽ liên quan rất là nhiều đến cái việc cái người này họ sẽ tìm thấy cái mục đích sống của họ sau khi mà họ gặp bạn, sau khi họ nhận sự giúp đỡ từ bạn. Mình thấy cái người này cuộc sống của họ rất là khó khăn, khổ sở, có rất là nhiều những cái rào cản, những cái khó khăn nó cứ tự dưng nó đến trong cuộc sống và bạn sẽ là cái người mà đến để giúp đỡ họ gạt bỏ những cái khó khăn này, những cái chướng ngại vật này ra khỏi cuộc sống. Và mình cảm nhận được rằng là nó cũng có cái sự tác động qua lại nữa cơ. Tức là khi mà các bạn giúp được họ tìm thấy cái con đường mà thực sự họ mong muốn ý, thì bạn cũng tìm thấy ở bên trong bạn. Cái lá bài này nó có một câu rất hay mà mình vẫn hay nhắc lại á, đó là khi mà chúng ta đã đi trên cái hành lang bất tận của tâm trí cho đến một ngày chúng ta tìm thấy trái tim của ta, thì có thể hai người sẽ làm chung với nhau một một cái gì đó, nó trở thành một cái lý tưởng, một cái mục đích sống, ví dụ như hai người cùng nhau start up này, cùng nhau khởi nghiệp chẳng hạn. Và mình thấy rằng là cả hai người đều có cái sự tác động qua lại với nhau rất là tích cực, kiểu đôi bạn cùng tiến ấy tiến lên phía trước ấy. Nhưng mà ít nhất đối với họ ấy thì bạn đóng một cái vai trò rất là quan trọng. Nhưng mà thật ra bạn bạn giúp họ như vậy á, nó cũng đến từ một cái lời hứa trong quá khứ, bởi vì họ đã giúp bạn nên kiếp này bạn xuất hiện trở lại giúp họ và hai người cùng nhau đi tìm kiếm cái mục đích thực sự của hai người trong cái kiếp sống này. Thì có thể là các bạn khi mà gặp nhau ấy, mình nghĩ là thời điểm một là có thể các bạn đã gặp người này rồi, hai là thời điểm tiếp theo rất gần nữa thôi, có in the near future này các bạn sẽ gặp họ. Nhưng mà tất cả những cái vòng xoáy hay là những cái sự kiện nó sẽ diễn ra thì trong khoảng kéo dài trong khoảng 1 năm nữa, từ nay đến 1 năm nữa. Và mình thấy rằng là hai bạn duyên kiếp với nhau, à giống như là nợ nhau cũng khá là sâu sắc, duyên nợ với nhau, hai người là soulmate với nhau, soulmate đến từ kiếp trước. Và mình cảm thấy cái người này ở cái kiếp sống này họ thiếu cái ý chí, họ 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 không tìm thấy đường đi, bối rối vô cùng và không biết là phải làm như thế nào để mà có thể
tìm ra một cái lối thoát cho cái cuộc sống của họ thì bạn xuất hiện như một vị thần như một ánh sáng mặt trời chiếu rọi vậy, cho nên là mình cảm thấy họ rất là biết ơn bạn, biết ơn bạn như một món quà, và thật ra thì bạn cũng cảm thấy cái điều đó. Ok, đó là số số 3 nhá. Ở đây thì mình cảm thấy nó sẽ liên quan nhiều đến một cái tình bạn nào đó, tình anh em hay là tình chị em, nó rất là gắn bó với nhau. Ok, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhấn like đăng ký kênh của mình nhé. Bye bye.